Philippe Roussy, tên khai sinh là Philippe Bernard Victor Roussy, sinh ngày 21 tháng 3 năm 1955 tại Paris, Pháp, là một cựu cầu thủ bóng đá người Pháp và đã từng là huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam. Sau khi trải qua sự nghiệp thi đấu khiêm tốn ở các hạng đấu chuyên nghiệp của Pháp, Roussy chuyển sang làm công tác huấn luyện và bắt đầu ở các cấp độ thấp hơn của bóng đá Pháp. Ông đã dẫn dắt câu lạc bộ ASEC Mimosas của bờ biển Nga và giành được vài chức vô địch quốc nội cùng đội bóng này. Điều này giúp uy tín của Roussy tăng lên trong bóng đá châu Phi. Sau đó, ông chuyển sang châu Á và đạt được một số thành tựu, trong đó là chức vô địch cúp bóng đá châu Á 2000 cùng đội tuyển Nhật Bản. Sự nghiệp huấn luyện của ông còn liên quan đến các đội tuyển quốc gia khác như bờ biển Nga, Nigeria, Nam Phi và Burkina Faso. Tại Việt Nam, Roussy đã từng là huấn luyện viên trưởng của đội tuyển U19 Việt Nam tham dự giải U19 Đông Nam Á và giải U19 châu Á. Hiện tại, ông đang là huấn luyện viên trưởng của đội tuyển U22, U23 Việt Nam và đội tuyển quốc gia Việt Nam.